Kìa 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 kìa, bóng đây, sút thẳng, áo trắng, áo trắng. Sút thẳng. Hello, xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay sẽ là một tiểu đội 6 người chia ra làm 2 đội. Và tôi sẽ tổ chức cái cuộc thi đá bóng, nhưng mà đá bóng là phải bịt mắt. Đấy, bịt mắt đá bóng, đội nào mà giành chiến thắng là sẽ được 5 lít. Anh em 5 lít nhá, còn đội nào thua không được tiền. Nên là anh em cố gắng mà đá. Đấy, bây giờ là ở bên này là có một đội chuyên áo đen. Đội này thì là áo linh tinh, phát trưởng, nhưng mà bây giờ bịt mắt rồi đếch nhìn thấy áo nữa. Nên là bây giờ tôi nghĩ được cái này. Đó chính là 2 đội xù xì nhau. Đấy, thì là đội nào bét cởi áo nhất thì là mặc áo. Đấy, sờ vào người nhau để mà đoán xem là thằng nào là team mình. Không nếu biết thằng nào team nào đá loạn hết cả lên đây. Này làm gì đây? Đứng im được không, mày to đi. Đứng đây nó nhét. Đấy rồi, 2 đội là xù xì đây. Cử ra một người đại diện xù xì. Đây đi. Ồ, 2 anh em xù xì. Ô, cởi áo. Vẫn phải cởi đấy. Đẹp thế đấy. Quay xuống rồi đi vậy. Đen vẫn là thế thôi. 5 lít nha anh em. Cố lên mà đá rồi. Bắt đầu là cởi áo ra rồi, xong rồi. Lấy băng dính ở đây là tôi đã chuẩn bị sẵn băng dính này. Để bịt mắt anh em đấy. Phải bịt mắt băng dính cho chắc. Bây giờ là thua cởi áo đi em. Cởi áo mới nhận biết. Có gì đâu mà ngại. Có gì đâu mà ngại. Toàn dân đầu tim. Đây. Đây là gôn của đội cởi trần đấy. Rồi. Bên kia là gôn của đội mặc áo. 2 gôn rất là gần nhau luôn. Từ từ mấy vòng. Đúng rồi, bịt cả bên trên lông mày nữa em. Không nhìn thấy đâu anh ạ. Không nhìn thấy á, nhìn thấy rồi, ok đấy. Giờ không nhìn gì đâu. Siêu nhân nhỉ. Tặng đâu nhỉ. Được chưa, có nhìn gì không? Thôi, sao không nhìn gì đâu. Có. Vẫn có nhìn thấy à? Có nhìn thấy màu xanh. Màu xanh nó làm gì? Côn trên này em ơi. Lùi lên bên trên tí, đi lên trên tí. Đấy, đừng ngồi lùi lại sau con à. Thằng nào mặc áo là team mình. Bóng đây. Đây. Ô đứng gì kia, giao bóng đây, mà. Đây, bây giờ là đội này giao bóng này. Khi nào mà anh ok là bắt đầu đá nhá. Đấy nhá, bắt đầu nhá. 1, 2, 3. Đá bóng đây, đá đi. Ôi, chết rồi, đâu ạ. Anh. Bóng kìa, đang ngò cua. Là câu là nào trong dưới tanh đỉnh để cho các anh đá. Đâu. Đây rồi. Rồi, góc rồi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Lấy bóng kìa, ta lấy bóng kìa. Hết rồi. Bóng rồi, hết rồi. Anh ta phải. Kìa. Bóng kìa, vào. Vào. Vào rồi. Gì ra đâu? Một câu. Chào. Bắt đầu. Thôi à. Kia, đâu bóng luôn vậy? Bóng kìa. Đây. Trước mặt. Đây. Rồi. Đây. 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 Đó. Đâu đây? Quả đúng nha. Đây vào rồi, chú này. Vào rồi. Xuống đi kìa. Đâu rồi, bóng đâu rồi? Bóng xuống đúng không? Ừ. Bên kia quá. Xuống đi anh em bóng. Bóng kìa. Vẫn không vào. Đây thủ môn đang đấy, thủ môn đang mò bóng. Đằng trước em phải đi thẳng. Đi thẳng, đây, bóng đấy. Đây. Rồi. Chưa vào. Đây đang phát bóng, Đó Thành ơi. Đằng sau. Đấy, sút đi em. Sút đi kìa. Đây là bóng kìa, đang giao bóng kìa. Bắt chưa? Lên đi. Bắt rồi. Sút gì đâu? Đúng rồi. Sút đi anh em, chủ môn đâu? Bóng chủ môn đang giữ. Chủ môn giữ chưa được bóng ơi. Chủ môn đã quay cả công đi. Bóng ở một chỗ kia, có bóng kia, thấy không? Đấy, đằng trước mặt đây, lấy sút, đúng rồi, đấy, bóng kia. Đâu? Kìa đây bóng kìa. Thấy bóng không? Trước mặt em kìa. Đấy. Em á? Ừ, trước mặt đây, xuống đi kìa. Đây. Mặt ai cơ? Đâu rồi? Mặt
Đấy, trước mặt em đây, sút 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 mạnh vào đấy. Sút lệch rồi, đấy đấy trước mặt kia. Đây là phải sút đấy gãy chân rồi. Kìa kìa đấy trước mặt. Đấy trước mặt áo trắng kia, áo trắng sút. Đấy. Không. Thấy gì không? Đâu đâu đây bóng trước mặt đây, ở đây kia kia thằng nào? Bé. Đấy, không phải bên bên phải. Bóng bên phải đấy, sút bên phải. Ông kia. Ông kia còn đi sút. Kìa bóng đây sút thẳng áo trắng, áo trắng. Sút thẳng. Ôi. Ok, các thanh niên rất là hăng say đá bóng. Gần tối đến nơi rồi nhưng mà vẫn là cố gắng, rất là cố gắng để tìm quả bóng mà từ nãy giờ là 15 phút rồi chưa tìm thấy bóng. Đấy, bóng nó nằm một chỗ là vẫn cứ đá được. Đậu xanh nhìn kìa, đấy, úi dồi, kìa kìa, của kìa, đấy, nhảy hít hút kìa. Thủ môn đang mò bóng kìa. Vào rồi. Chưa vào. Bóng đâu ấy? Đây vào. Ông ơi. Đâu? Đây, đang ngay. Đây. Đây này. Đây rồi. Nó vào ra chưa vào à? Chưa vào. Nó luôn. Rồi, rồi. Bắt này. Sút kìa. Không vào. Không vào, vẫn không vào. Vẫn không vào. Không vào. Sút thẳng, sút thẳng. Sút vào. Sai nô. Đấy bóng kia. Bóng đâu thấy rồi. Đâu 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 rồi. Kệ bóng đâu, kệ ông ấy, để ông của. Thôi. Đánh ông ấy, đánh quay tay. Đâu rồi. Hết giờ kết thúc là đội mặc áo đã giành chiến thắng và giành 5 lít. Còn đội cởi trần đã bị thua với tỷ số là 11-4. Đấy, ok. Rồi, bây giờ là trao phần thưởng luôn. Tối rồi, là đội thua là không có tiền nhá. Anh chỉ trao tiền đội thắng thôi. Đây, đội thắng là đội nào nhỉ? Đội thắng đội em ạ. À, đội mặc áo nhỉ? Ok, đấy, 5 lít. Đấy, đại diện nhá, ok. Đội kia thông cảm là thua là không có tiền. Đấy, nhìn anh em khổ quá. Ok, kết thúc clip, nói chung là không có gì để nói thì hy vọng tất cả bạn sẽ ủng hộ video của tôi nhiều nữa để tôi có thể nghĩ ra nhiều cái ý tưởng hay cho các bạn xem. Cảm ơn tất cả bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Bye bye.